Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một số sản phẩm về cây ngũ sắc bên mình. Nói về cây ngũ sắc thì mình phải nói trước cho mọi người là có hai loại ngũ sắc mà chúng ta hay biết. Đó là một loại ngũ sắc Thái là bông to như này nhá. Bông to như này và ngũ sắc hoang. Ngũ sắc hoang thì chủ yếu là để lấy phôi thôi. Bởi vì hoa của nó nhỏ, nhanh tàn và nó không sai hoa như ngũ sắc Thái. Đây là ngũ sắc Thái nhà mình. Và nó là cây đây là cây ngũ sắc đỏ Nhật nhá. Cây ngũ sắc đỏ Nhật này. Ban đầu thì mới ra thì nó sẽ có màu hơi vàng như này. Sau dần dần khi đã rộ hẳn thì nó sẽ là màu đỏ. Đỏ đẹp hẳn luôn này nhá, đỏ hết như này. Thời gian từ lúc tở lở đến lúc tàn là khoảng 10 ngày. Rất là đẹp. Thì bên mình cung cấp cả cây giống, cả cây phôi, cây đã ghép và cây thành phẩm nhá. Còn một loại nữa là khác với mọi nơi là mình có cả cây giáng chi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người cây giáng chi. Xin chào, đây là cây ngũ sắc dạng bonsai của mình đã ghép cành và đào hoa. Vừa rồi là màu đỏ Nhật, còn đây là màu vàng phấn nhá, màu hồng phấn. Cái loại này chính là loại đổi màu. Ban đầu mới ra thì sẽ đa số là màu vàng. Sau đó là khi ra thêm một chút thì bắt đầu các màu vàng nó sẽ chuyển dần sang hồng. Và cuối cùng thì sẽ là cả hồng lẫn vàng như này. Bông rất là to nhá. Chúng ta nhìn này, cây này toàn hoa không? Rất nhiều hoa. Có một cái loại sản phẩm của cây bên mình khác biệt với các số khác, đó là cây giáng chi như này. Mọi người nhìn đây, cây giáng chi đúng như là cách chơi của dân chơi chơi hoa bây giờ, tức là giáng chi lên sau đó là làm tán lên. Mình thì chưa uốn tán được cho các em này nên là tán trông nó trông còn hơi hoang dại một tí, nhưng mà những cái thân này thì mình đã làm cho nó đứng lên hết rồi, một thân hết rồi. Và công việc tiếp theo của mình là tạo tán rồi. Hoa thì tương đối sai rồi nhá. Đây, mình có ba loại hoa chủ yếu là hoa đổi màu này, hoa vàng chanh tức là vàng từ đầu đến cuối, và loại đỏ Nhật như vừa rồi mình giới thiệu. À quên, còn đây loại tím rủ. Tím rủ vườn nhà mình đây nhá. Tím rủ này thì thích hợp hơn trồng, thích hợp nhất là chúng ta trồng ban công và cho rủ xuống, cực kỳ đẹp luôn. Hoa nhiều, sai, dễ chăm sóc, và đặc biệt là nó thích nghi được với nhiều loại đất. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái đây là những cây bonsai, nhưng bonsai dạng to dạng cảnh của mình này. Đây mình tự tay đi đào phôi về và ghép nhá. Đây là một cây ghép của mình. Còn đây là những cây phôi của mình đang ghép, những cây phôi đang để trong mát. Và đây là cái mầm mới ghép nhá. Đây là ghép rồi này, chỉ khoảng một tháng nữa là có hoa thôi. Đấy. Nếu các bạn cần cây giống phôi ghép, phôi đã ghép hoặc là cây thành phẩm thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Chúng tôi có đầy đủ. Số điện thoại chúng tôi để trên màn hình. Xin cảm ơn. Đây. Cây giống nhỏ thì mình đang trồng ươm ở đây nhé. Chúng tôi cây giống từ nhỏ đến to, dáng chi và các thể loại nha. Xin cảm ơn nha.